Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu những ngày mưa xối xả liên tục và lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử kéo dài hơn một tháng rưỡi. Dự án đập Tam Hiệp và các hệ thống của Hồ Bà Dương đã trở thành một trong những tâm điểm của thế giới bên ngoài. Cục Khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba vừa qua và xác nhận rằng diện tích thân chính của Hồ Bà Dương và các vùng nước xung quanh là lớn nhất trong 10 năm qua. Một cư dân mạng đã vạch trần hiện trường trận lũ lụt ở Trung Quốc và thẳng thừng cho rằng mực nước Hồ Bà Dương siêu cao, bờ kè có thể sập bất cứ lúc nào. Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa bão cực lớn kể từ tháng 5 năm nay, gây ra thiên tai nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử. Lượng mưa trong khu vực đã vượt quá 3 lần so với những năm trước. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba. Lý Tiên Minh, Phó đội trưởng đội cứu hộ khẩn cấp tỉnh Giang Tây chỉ ra rằng, tính đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Hai, theo thống kê, có tổng cộng 6.424 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày đầu tháng này. Thiệt hại kinh tế là 11,76 tỷ nhân dân tệ, khoảng 47 tỷ đô la Đài Loan. Trần Tương, Giám đốc Phòng Kế hoạch và Tài chính của Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây cho biết, việc huy động khẩn cấp khu vực Bình Hồ để thực hiện dự án làm sạch toàn diện đã giúp giảm mực nước của Hồ Bà Dương từ 20 đến 30cm một cách hiệu quả kể từ 8 giờ sáng ngày thứ Ba. Theo báo cáo của CCTV, Trung Quốc gần đây đã công bố dữ liệu và hình ảnh vệ tinh chụp từ trên không cho thấy diện tích chính của Hồ Bà Dương và các vùng nước xung quanh đạt tới 4.206 km2 vào ngày thứ Ba tuần trước, tăng khoảng 352 km2 so với diện tích vào tháng trước. Cục Khí tượng Trung Quốc chỉ ra rằng nó đạt 4.403 km2 vào ngày thứ Hai vừa qua, nhiều hơn 197 km2 so với dữ liệu vào ngày thứ Ba tuần trước và tăng 25% so với mức trung bình lịch sử là 3.510 km2 trong cùng kỳ. Nhiều con đê ở quận Bà Dương bị lũ lụt tràn vào, vùng đất ngập nước ở cửa năm nhánh sông lớn cũng bị ngập trên diện rộng, nhiều diện tích đất canh tác và làng mạc cũng bị ngập. Chu Kiến Quân, nhà nghiên cứu chính tại Viện Sông và Sinh thái, Trường Kỹ thuật Xây dựng và Thủy lợi Đại học Thanh Hoa chỉ ra rằng mùa lũ của sông Dương Tử có xu hướng 7 thăng 8 trầm. Diễn biến lũ chủ yếu tập trung ở trung và hạ lưu nam sông Dương Tử đến đầu tháng này đã dịch chuyển đi về phía Bắc và thượng lưu sông Dương Tử, có nghĩa là mùa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể trầm trọng hơn. Một cư dân mạng Trung Quốc lần lượt quay cảnh lũ lụt ở Trung Quốc. Video đăng tải trực tiếp vào ngày thứ Ba vừa qua đã đánh thẳng vào hiện trường nghiêm trọng. Anh ta thẳng thừng nói rằng mực nước Hồ Bà Dương siêu cao, bờ kè có thể sập bất cứ lúc nào. Tốc độ lũ đổ về có thể được nhìn thấy trong một lần quay màn hình và ngôi làng nhanh chóng bị nhấn chìm sau khi một con đập bị vỡ. Cư dân mạng than thở rằng tình hình không khả quan. Lũ lụt trong đất liền, mực nước ở Bà Dương, tỉnh Giang Tây dâng cao nghiêm trọng. Một con đê bị vỡ, chính quyền địa phương đã cử hàng trăm quan quân, binh sĩ túc trực trên đê, chuyển bao cát để ngăn đê bị vỡ. Cán bộ chiến sĩ xếp hàng dài đứng trên bờ kè hối hả sửa chữa. Đây là khu vực bị ngập lụt nặng ở Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Trong đoạn kè dài 200m này có 7 đến 8 điểm bị vỡ do nước chảy. Lo sợ nó sẽ mở rộng khiến kè bị vỡ, 107 cán bộ chiến sĩ đã được điều động chuyển tiếp bao cát đến vá lỗ thủng trên bờ kè. Tuy nhiên, sông Cửu Giang ở tỉnh Giang Tây đã làm vỡ đê và làm ngập trường. Các giáo viên đã cùng nhau bỏ sách vào thùng rác sạch sẽ và vận chuyển đến khu vực an toàn. Thưa quý vị, trận mưa xối xả kéo dài một tuần ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người ở 9 tỉnh và khu vực, với hơn 200 người chết hoặc mất tích và hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng. Một số điểm tham quan cũng bị hư hại do mưa lớn, hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt và phong tỏa. Nhưng chính quyền Bắc Kinh lo ngại hơn về tác động của hạn hán và lũ lụt đối với mùa màng và tâm lý của người dân. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây để thị sát, chia buồn với các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, nhấn mạnh quần chúng nhân dân không được hoang mang sợ hãi. Nếu cứu trợ thiên tai không hiệu quả, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh và khu vực khác đã tiếp tục mưa trong một tuần. Các thành phố ở các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến cũng bị ngập lụt. Tính đến ngày 5 tháng 9, 175 người đã chết, 107 người mất tích, hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng.
một nửa trong số đó đến từ tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, gần 1,1 triệu người cần sơ tán trên cả nước. Hơn 260.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, 780.000 hecta hoa màu bị tàn phá và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,4 tỷ euro. Trước tình hình mưa lớn và thiên tai, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từng đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây để thăm hỏi và chia buồn với các nạn nhân. Như đã thấy trong đoạn phim CCTV, anh ấy sắn quần trong một ngôi làng nơi ngôi nhà trang trại bị săn phẳng bởi lở đất, cúi xuống và làm việc với các nhân viên cứu trợ thiên tai để dọn dẹp những viên gạch đỏ trong đống đổ nát. Lý Khắc Cường lại tham dự cuộc họp để chỉ đạo công tác chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nhấn mạnh rằng quần chúng không còn sợ hãi nữa. Nếu cứu trợ thiên tai không hiệu quả, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chuyến thăm cấp tốc của Lý Khắc Cường đến miền Nam sau cơn mưa cho thấy sự lo lắng của chính quyền Trung ương bởi hỏa hoạn sau đợt hạn hán đầu năm sẽ tác động lớn đến mùa màng và giá lương thực, từ đó sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, giò lương thực của người dân. Tuy nhiên, thiên tai mưa lũ được dự báo sẽ tăng cường bởi Đài Khí tượng Trung ương dự báo trong 3 ngày tới vẫn có mưa to, thậm chí có nơi mưa xối xả ở một số khu vực. Mưa xối xả cũng làm hư hỏng 15 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở nhiều tỉnh và khu vực. Không chỉ người dân địa phương bị ảnh hưởng mà cả khách du lịch đến Trung Quốc, hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, nhiều danh lam thắng cảnh cũng biến thành vùng đất ngập nước do mưa lớn, thiệt hại nghiêm trọng. Trong số đó, Đài Ninh Thượng Thư Địa, đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia ở tỉnh Phúc Kiến, có một khu phức hợp tòa nhà rộng hơn 40.000m2 được bảo tồn từ thời nhà Minh. Hơn 30m bị sập và một số ngôi nhà cánh bị sập. Nhiều đường phố ở thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập đến thắt lưng, nơi ở cũ của Thẩm Tòng Văn cũng bị ngâm trong nước. Một vụ lở đất xảy ra ở Lục Sơn, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Giang Tây. Quế Lâm, Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào đầu năm. Tuyến đường sắt từ Vũ Di Sơn đến Hạ Môn bị mưa lớn cuốn trôi. 2.000 hành khách buộc phải ở lại Vũ Di Sơn. Du lịch trong các khu vực bị ảnh hưởng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thưa quý vị, những trận mưa xối xả gần đây ở Trung Quốc đại lục đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở lưu vực sông Dương Tử. Có tới 26 tỉnh bị ảnh hưởng đến gần 20 triệu người. Giờ đây, ngay cả Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, một đoạn sông dài 1.200 km sông đã vượt mực nước cảnh báo. Sông Dương Tử bị lũ lụt và hạn hán, cơ chế phòng ngừa và ứng phó với thiên tai đã được nâng cấp lên cấp độ 3. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 170 tỷ đài tệ. Đường ngập thành sông nhỏ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở đất liền đang phải đối mặt với lũ lụt thảm khốc. Công an Vũ Hán, đường ở đây ngập nước và không thể đi qua, bạn có thể đi vòng quanh đại lộ Hầu Hồ không? Mưa lớn đã khiến Vũ Hán đưa ra hơn 50 cảnh báo mưa bão trong một ngày. Tại giao lộ, 6 máy bơm nước đã phải được điều động. Mưa lũ ở đại lục năm nay thật thảm khốc, với lượng mưa đáng kinh ngạc, việc xả lũ của đập Tam Hiệp khiến các thành phố ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử như kẻ thù. Trong những ngày cuối tuần, mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt giới hạn kiểm soát lũ. Sau khi bắt đầu xả lũ, mực nước ở Trung và Hạ Lưu trở nên khẩn cấp. Đến nay, có 158 con sông trong đất liền và mực nước đã vượt quá mức cảnh báo. Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam cũng đã vượt mực nước cảnh báo. Tân Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn nước Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam cho hay, do dòng nước từ sông Dương Tử đổ vào, toàn bộ khu vực Hồ Động Đình, đặc biệt là Nam Động Đình và Đông Động Đình có thể vẫn ở trong tình trạng siêu báo động trong tuần tới hoặc lâu hơn. Tình trạng ngập úng ở tỉnh Hồ Bắc là nghiêm trọng. Lính cứu hỏa so với cư dân ở Hoàng Cương, Hồ Bắc cho biết, có ai ở tầng 1 không? Tầng 1 bị ngập nước, một số người ở tỉnh Giang Tây vừa khóc vừa rút lui. Người phụ nữ ngồi xổm trong tủ cao ở nhà, chờ đợi cứu hỏa cả đêm và không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy lính cứu hộ. Người dân bị mắc kẹt ở tỉnh Giang Tây nói với lính cứu hỏa, bên ngoài nước quá cao, tôi không dám ra ngoài được. Ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây trước đây có một đoạn đường ngập nước, nhưng hiện tại nó đã chìm hoàn toàn trong nước và trở thành đường hồ nước. Còn tại thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, hứng chịu trận mưa lớn trong đêm, hầu như toàn bộ ô tô đều chìm trong nước. Người dân ở Giang Tô chứng kiến thậm chí nắp cống cũng bị nước đẩy ra. Một người dân ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô nói, khi lái xe đến nơi này, tôi thấy phần trên của nắp cống bị lật, cách khoảng 1m đến 2m, nước không ngừng từ bên dưới tràn lên, thiên tai có thể vẫn chưa kết thúc. Tại tỉnh An Huy, dự đoán rằng sẽ có nhiều trận mưa xối xả hơn trong tuần tới. Diêu Thần, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh An Huy cho biết, nói chung, lượng mưa tích lũy trên bề mặt có thể lên tới hơn 150mm,
và ở một số khu vực có thể lên tới 260-350mm, trung và thượng lưu sông Dương Tử cũng bị lũ lụt hàng năm. Một người dân quận Giang Tân, thành phố Trùng Khánh nói với phóng viên đây là lúc mới bắt đầu lên, chưa phải lúc ngập lụt. Nhưng vấn đề là mương thoát nước đã nhiều năm không được nạo vét và nó đã đầy rác từ lâu. Một người dân ở quận Giang Tân, thành phố Trùng Khánh cũng cho biết gạch lát, rác thải từ việc sửa nhà đều bị đổ xuống sông, từ trên cầu có thể nhìn thấy. Có tới 26 tỉnh, gần 20 triệu người đã trở thành hộ dân vùng thiên tai, huyết mạch kinh tế của sông Dương Tử. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế hơn 41,64 tỷ nhân dân tệ, khoảng 173,6 tỷ đài tệ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!